Nếu các bạn muốn quay video review cây cảnh, giới thiệu nhà vườn hoặc các bạn muốn tìm cây theo yêu cầu thì các bạn hãy liên hệ số điện thoại đường dây nóng 0383 171 311 để được tư vấn miễn phí. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn. Vâng, xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay là mấy anh em đang có mặt tại vườn nhà anh Khoát này. Địa chỉ ở đâu ấy chú nhỉ? Anh Mai Đình Noát, Gia Lâm đúng không? À thì cây ổi này là vừa lấy chú Sơn với cả anh Hạnh là đến đây trước. Tôi với cả anh Khánh vừa rồi mang cái cây xanh ấy xuống nhà anh Nam Lê chuyển thế đấy. Đây. Thế là vừa lấy là chú giao dịch với cả anh Khoát à? Anh Loát à? À, vừa giao dịch cái này xong. À. Đây là vừa lấy là giao dịch xong là cắt luôn à? Đây anh em này, đấy đấy. Trông này thì nó nghệ thuật hơn nhỉ? Đây đi, góc này nó mặt đứng chỗ này thì nó nhìn mặt chơi đây. Hai mặt đều được. Quay cho anh em xem à. Đây có con tử kia nhỉ. Thế vừa này ai cắt? À, đây. Hạnh, Lộc, Sơn, ba người. À, chú thấy anh Liều. Đây, anh đứng gì xem nào. Đấy. Nhưng con này thân thế nó ác nhỉ. Thân thế sự nghiệp cái này được không? Vâng. Con này nó nghệ thuật mà thân của nó lắc ác. Khi nhả cút vớt là... Nó cắt xong chưa? Xong rồi. Không có mong về. Đâu. Thế này về nuôi à? Không quay nàng nữa. Chứ. Quay gì được tác lắm, vào khổ lắm. Thế thì em còn chưa cả kịp quay video. Thế thích thì quay lại. Tí này vòng quay lại nó mất ngày. Quay lại chứ đi. Đấy. Thế em hẹn đóng vào tí nữa đây. Quay lại xem lắm một lúc. Chào. Đâu các anh em yêu cây trên cả nước nhá. Vâng. Đâu anh chủ cây đâu rồi, ra là quay cái bắt tay này. Đấy là vừa đấy là bắt tay xong rồi đúng không? Đây quay cho anh em xem một chút là cái tác phẩm này. Thì xong là mình sẽ quay cho anh em đưa kéo vào luôn. Ở chủ Sơn hà đo đo cái tay vào cái đấy ra này cho anh em xem cái chỗ vành độ khoảng 70. 6-70 nhỉ. 70. To ghê nhỉ. Vành gốc thì khoảng thế này. Này khoảng gần 80. À cái nhỉ. Thân chạy này. Nói chung con này nó cũng rất là già rồi các bác nhé. Này. Đưa xa xa tí, đưa gần nhé, đưa xa tí gần này. Đấy. À, đây là đeo kính à. Rồi, ok rồi. Được rồi. Rồi, giới thiệu luôn. Đấy anh em nhé, thì đây là chú Sơn với anh Noát là giao lưu cây ổi. Hai cây ổi này giao lưu bao nhiêu? Lâm xịch à? Đấy, xong là cắt chuyển thế luôn. À, có giáo sư Hạnh đi cùng là cắt luôn. Đấy anh em ạ. Hạ luôn. Nhưng mà cắt đi này nhìn trông nó nghệ thuật hơn nhỉ. Yeah. Nó trước không thì, trước anh nói đây đã có ý tưởng cắt rồi. Vâng. Nhưng bây giờ mình chỉ là người thực hiện tiếp thôi. Vâng vâng. Hơn con này sau này làm lên nốt cái tử khứa. Đây bây giờ cũng chỉ làm thêm tay bông thôi. Đây, làm thêm cái chốt này bên kia. Con đây là con tuổi chính này. Vâng. Ngày mai sau giật khoảng tầm 2 đường nữa thôi nhỉ. Lắc 2 đường nữa thôi là con đấy là chỉ chờ nó lấy mồm dưới cùng. Vâng. Bên đúng nó nghiêng ấy. Dưới. Đấy, chú Sơn là giống mình đi bây giờ đi săn ổi là đúng sách rồi đấy. Đấy. Lúc sáng là mấy anh em đi cùng thế nhưng mà sau lại tách ra đi hai vườn. Đấy một con ổi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho anh em thêm một số cái tác phẩm ổi riêng ở video này nhỉ. Đây vâng các bạn nhé. Thì Yên Bonsai sẽ chia sẻ cho anh em thêm một số cái tác phẩm ổi ở vườn của anh Noát. Đấy, anh ấy lại cũng rất là có cái sở thích giống mình là rất đam mê ổi. Đây một cái tác phẩm ổi rất là đẹp. Và nhìn ở ngoài cũng có khả năng nhìn ở ngoài nó đẹp hơn anh nhỉ. Đấy. Con này những cái đường chạy nghệ thuật của nó rất là đẹp. Đây mình quay sát cho anh em xem nhé. Con này có quả chưa anh? Không quả. Đây. Đây ổi đào. Ổi đào chứ không phải ổi găng nhỉ. Ui. Cái tay này trước bác làm kiểu như là vặn sát nó to nó thành liền lại nhỉ. Trước là kiểu như vặn gần đấy nhỉ. Đấy. Đấy con này anh có đặt tên là tác phẩm là gì chưa? Cái này anh như gọi là nguyên. À, con này ở giữa thân nó dẹt hết nhỉ. Đây các bạn, cái bệ của nó đây. Con này giờ giao lưu khoảng bao tiền anh? Con này thì thực tế là anh chưa nói giao lưu. Nhưng nếu có người thích thì có thể đàm phán được. Anh nên anh chưa định giá nó bao nhiêu. Vâng, vâng. Tiền là
Đây các bác nhé, bên trên của nó đây. Hôm nào sẽ có một dịp là hôm nay đi hơi gấp, hôm nào sẽ có một dịp về ra nhà anh chơi để anh xuống dăm và quay lại cái những cái tác phẩm đẹp ở vườn của anh loát cho anh em cùng ngắm nhé. Nhìn cây, nhìn cái viền trông sướng không? Dạ, nhưng mà mình với anh loát là coi như là thấy tôi sẽ bên kia còn một số tác phẩm hồi nữa mình sẽ quay cho anh em cùng xem nhé. Đấy vâng các bạn nhé, để tiếp theo là một cái phôi ổi. Còn này nó có những cái đường chạy khá là khó chịu. Đây, chúng bác sưu tầm được một số cái phôi ổi rất là đẹp. Các bạn này, các bạn nó giật côn nó có chưa đến 2 gang nó giật này. Đấy, đường lắc nó chạy. Con này hôm nào là phải cắt xuống. Vành con này chắc khoảng tầm hơn 60. Nhìn phê các bác nhỉ. Đấy. Thì hôm nay anh em ở bên Bắc Linh cũng giao lưu được một cái phôi rất đẹp. Đấy. Đây là một cái phôi số 2 nhé. Đấy, bên đây là còn đây tiếp theo là một cái con này cũng đang làm được giật được mấy lượt rồi. Con này da nó rất là đỏ các bạn ạ, đỏ au luôn. Đẹp quá. Nhưng mà về già thì chưa cây nào già bằng cái cây của Yên Bonsai, cái tác phẩm ổi già tận răm ngọn luôn. Vì cây đấy là người ta chơi trên chậu lâu rồi. Cái mặt bên phải của nó đây. Những cái đường chạy đường gân guốc của lỗ nổi cũng rất là độc đáo. Con này da đỏ ửng như là ấy luôn đấy các bạn. Bên đây mình thêm một số cái tác phẩm ở bên kia vẫn còn các bác nhé. Vâng các bạn nhé. Đấy thì đây tiếp theo lại là một cái tác phẩm ổi nữa. Bác ấy sưu tầm được một số cái gốc ổi nu mà trông rất là nghệ thuật. Đây. Con ổi có cái đường chạy lắc rất là hay. Đấy, cái đường chạy của nó. Đấy. Mình cứ ngắm ổi là mình mê rồi. Đấy là đã có vài tác phẩm ổi rồi. Thì hôm nay là bác Sơn là giao lưu với anh Noát được một cái tác phẩm ổi rất là đẹp. Cắt luôn tại vườn. Đấy. Mặt sau đây. Cây này nếu mà cắt cái chỗ này đi các bạn nhỉ. Cắt chỗ này mà cái bẹ của to đi, cắt được luôn chỗ này thì thành luôn cái ổ chữ tâm luôn này. Đấy. Đúng thành cái ổ chữ tâm luôn, cái ngọn kia phải bẻ ngang sang kia. Tay này thì đúng tay xuống vắt chữ tâm rồi. Đấy. Vườn nhà bác còn rất nhiều xanh si các bác nhé, rất nhiều phôi xanh phôi si. Thì bây giờ cũng chưa muộn rồi thì mình chỉ cập nhật cho anh em xem một số cái tác phẩm ổi thôi. Còn video sau thì mình sẽ quay cho anh em xem nhiều cái phôi xanh si 1-2 người B. Đây, để mình xem còn cái tác phẩm ổi nào để mình quay lốt cho anh em xem. Đấy. Vâng các bác nhé, thì tiếp theo là một cái tác phẩm tường vi. Một cái cây tường vi rất là già. Cây tường vi mới là cây cây gì nhỉ? Là nhìn xa nhìn trông nó giống màu cây ổi. Một cái tác phẩm tường vi rất là đẹp các bác ạ. Cái dòng tường vi này thì là nó rất ra lâu chồi nhé. Cái cây cây của mình đấy và 4-5 tháng bây giờ nó mới bật chồi đấy. Một cây thuần chậu. Một cái tác phẩm tường vi rất là nghệ thuật. Cây rất già. Đường lắc, đường chuyển thân của nó cũng rất là chạy rất là đẹp. Đấy thì vừa rồi video này mình cập nhật cho anh em xem một số cái tác phẩm ổi. Vui là có một cái giao dịch được lổ ra rất là vui. Thế mình giới thiệu thêm cho anh em một số tác phẩm ổi đấy. Thì các bạn xem thì nhớ like, đăng ký kênh của mình nhé. Thì cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.